Mình đã hoàn thành xong cái bình hoa này rồi nhé mọi người. Cái bình hoa này thì mình đã phối hoa sáp đỏ ở bên trong và những bông hồng cánh xoăn nâu cùng với những bông hồng cánh hồng ở bên ngoài, tạo nên một bình hoa đa sắc màu với nhau. Cảm ơn mọi người đã đón